Hello everybody, xin chào mừng tất cả mọi người. Chúng ta cùng tiếp tục với chuỗi video chữa đề IELTS Writing Task 2 với thầy James đến từ IELTS Fighter. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái đề bài cũng cực kỳ là khó và cũng rất là hay liên quan đến chủ đề y tế. Chúng ta cùng dành ra một vài phút để đọc đề bài. Nowadays, a growing number of people with health problems are trying alternative medicines and treatments instead of visiting their usual doctor. Do you think this is a positive or negative development? Vậy, ta nhận thấy đây là dạng đề yêu cầu mình phải so sánh cái mặt tích cực hay là mặt tiêu cực của cái xu hướng này. Và ta thấy cái đề bài này liên quan đến chủ đề y tế. Ngày nay có càng ngày càng nhiều người, a growing number of people, đây là một cách diễn đạt rất là hay. Một số người và cái số lượng này càng ngày càng tăng nữa cơ. Không những là a number of people, một số người, a large number of people, một số lượng lớn, mà lại là a growing number of people, tức là cái con số này nó ngày càng tăng lên. Như vậy đây là một cái xu hướng mà đang có ngày càng nhiều người thích cái xu hướng này. Có ngày càng nhiều người mà gặp phải cái vấn đề về sức khỏe, với health problems, họ lại trying alternative medicines and treatments. Họ đang thử những cái loại thuốc hay những cách chữa trị khác thay vì là đến gặp bác sĩ. Như vậy, chúng ta nhận thấy đây là một cái chủ đề phải nói rất là khó liên quan đến y học, liên quan đến kiến thức về khoa học. Mà đã liên quan kiến thức về khoa học thì chúng ta nhận thấy là mình cần phải có những cái ví dụ cực kỳ là thuyết phục trên thực tế thì mới có thể có được một cái bài viết nó đủ sức thuyết phục. Về cái dạng đề positive hay là negative thì đầu tiên trong cái lúc brainstorming chúng ta cũng nên suy nghĩ từ cả hai hướng, vừa là suy nghĩ theo hướng tích cực và cũng đồng thời suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Rồi sau đó chúng ta mới có thể là tổng hợp các cái luận điểm lại và quyết định xem là khía cạnh nào của nó là cái khía cạnh mà nó áp đảo hơn, nó rõ ràng hơn. Như vậy, ta sẽ bắt đầu với cái việc là brainstorm. Chúng ta sẽ cùng tìm ra các cái ý tưởng để cho cái bài viết này. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng thử nhìn vào cái khía cạnh tích cực của nó mà xem. Thế thì chúng ta cùng suy nghĩ xem, nếu như người dân mà thử những cái cách chữa trị rồi những cái loại thuốc khác so với việc đến gặp bác sĩ thì nó có cái lợi ích gì? Đầu tiên thầy sẽ thử đưa ra một cái kỹ năng, một cái kỹ thuật mà thầy muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là chúng ta bắt đầu cái việc lập luận của mình bằng một cái fact, bằng một cái thực tế cuộc sống. Fact là một cái sự thật ở trong cuộc sống mà không ai có thể phủ nhận. Và nếu như mình có thể bắt đầu lập luận bằng cái fact thì cái phần lập luận của mình chắc chắn nó sẽ rất là chặt chẽ và rất là thuyết phục. Trên thực tế chúng ta biết được rằng là cái quá trình để mà được điều trị về mặt y tế, medical treatment hay là diagnosis. Treatment là nói việc điều trị và diagnosis là việc chẩn đoán. Thế thì cái quá trình mà để người bệnh được chẩn đoán và được chữa trị ở trong một số các bệnh viện thì thật ra mà nói là thỉnh thoảng là nó rất là mất thời gian. Thật sự mà nói rất mất thời gian. Tại sao lại mất thời gian? Bởi vì là nó có những cái quy trình mang tính chất là giấy tờ, mang tính chất là tương đối là cứng nhắc. Đấy. Những cái quy trình, những cái thủ tục giấy tờ tương đối là cứng nhắc khiến cho người bệnh mất thời gian, mất rất nhiều thời gian thì mới có thể được chữa trị và được chẩn đoán ở trong bệnh viện. Ngoài ra thì những cái loại thuốc, những cái loại medications, những cái loại thuốc mà các bác sĩ kê đơn thì thông thường là nó cũng rất là đắt tiền. Đúng không nhỉ? Thế trong khi đó, chúng ta nhận thấy là cũng có rất là nhiều những người có kinh nghiệm, họ chia sẻ những kiến thức, những ý kiến của mình online, ở trên mạng. Thì từ đó, nếu như những người bệnh nhân mà đọc và làm theo thì rất có thể là họ sẽ tiết kiệm được cái thời gian đi lại và thời gian chờ đợi ở bệnh viện mà họ vẫn có được cái sự chữa trị, rồi là cũng có được những loại thuốc mà họ có thể sử dụng một cách hiệu quả và với cái mức giá là thấp hơn, đúng không nào? Ta không cần phải đến bệnh viện để gặp bác sĩ bởi vì là những cái chứng bệnh này thì nó cũng tương đối đơn giản, nhiều người đã chia sẻ kiến thức ở trên mạng rồi và ta cứ làm theo những cái hướng dẫn như vậy thì là mình không cần phải mất thời gian đến bệnh viện, không cần mất tiền đi khám mà chúng ta chỉ cần là đi ra hiệu thuốc và mua thuốc về uống thôi. Thì do vậy cái việc là chữa trị và cái việc uống thuốc của những người bệnh thì nó sẽ nhanh gọn hơn, tiết kiệm được thời gian và cái giá tiền nó cũng sẽ, chi phí nó cũng sẽ thấp hơn. Ở đây ta thấy được rằng là ví dụ rất là rõ ràng với những cái tình huống này
đó là những cái loại bệnh thông thường, những cái triệu chứng nhẹ thông thường, ví dụ như là cảm lạnh thông thường này, khi đến mùa đông đúng không nhỉ, thì chúng ta rất là dễ bị những cái bệnh cảm cúm thông thường, hay là với những người có những cái tổn thương nho nhỏ kiểu như những cái vết trầy xước, những cái vết bỏng nho nhỏ trên da, thì mình cũng không cần thiết là phải đến hẳn bệnh viện gặp bác sĩ làm gì cả đúng không nào. Những cái cách điều trị đơn giản ở nhà, rồi là kinh nghiệm của những người đã từng trải qua, đã từng bị với những cái trường hợp như vậy, thì những người đó có thể là sẽ chia sẻ kinh nghiệm ở trên mạng, mình có thể học theo. Và như vậy ta thấy được rằng là ở đây thì nó sẽ mang lại cái lợi ích cho một số người với cái quỹ thời gian và cái ngân sách nó eo hẹp, đặc biệt là với những cái trường hợp, những cái triệu chứng, những cái chứng bệnh, những cái tổn thương nó không quá nghiêm trọng. Như vậy trên cái cạnh positive ta đã phân tích được cái mặt tốt của nó, thế còn ngược lại cái mặt negative của nó thì có cái luận điểm gì? Ở đây chúng ta cũng sẽ bắt đầu cái việc lập luận của mình bằng cách đưa ra một số những cái kiến thức khoa học, những cái chân lý, những cái fact mà không thể phản biện được. Trên thực tế thì ta biết được rằng là rất nhiều các loại bệnh nguy hiểm chết người đôi khi nó lại bắt đầu với những cái triệu chứng rất là nhẹ, những cái triệu chứng rất là đơn giản, và nếu như mà lại không có được cái sự treatment, không có được cái sự điều trị một cách phù hợp, hoặc là người ta chậm trễ trong việc là cho bệnh nhân nhập viện, thì rất có thể dẫn đến cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong, có thể dẫn đến cái nguy cơ là lây lan những cái bệnh truyền nhiễm cho cộng đồng. Và chúng ta nhận thấy một cái ví dụ vô cùng là rõ ràng về cái luận điểm này chính là cái dịch bệnh COVID-19 đúng không nhỉ? Ta nhận thấy là những cái triệu chứng đầu tiên của COVID-19 thì chỉ là coughing, chỉ là light fever, người ta hơi ho, người ta hơi bị sốt nhẹ nhẹ một chút thôi, thì nó rất dễ bị nhầm lẫn với những cái bệnh thông thường. Và nếu như bệnh nhân chủ quan đúng không nhỉ, không có được cái sự điều trị hợp lý, không có cái việc là nhập viện, rồi là không làm theo những chỉ dẫn của bác sĩ, thì nguy cơ dẫn đến là tử vong và lây lan cái bệnh dịch nguy hiểm này cho cả cộng đồng. Thì đây chính là cái ví dụ thực tế rất là thuyết phục mà không ai có thể phủ nhận được. Thì như vậy, từ đó ta đi đến một kết luận rằng nếu như bệnh nhân mà không đến gặp bác sĩ mà lại tự làm theo ý mình, không mà làm theo cái lời khuyên của các bác sĩ, các chuyên gia, thì có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng tai hại cho bản thân họ và cả những người xung quanh. Từ đó ta thấy được rằng là cái khía cạnh negative, cái khía cạnh tiêu cực của cái xu hướng này là đang là lớn hơn so với khía cạnh tích cực, đặc biệt là khi thế giới vừa mới trải qua cái dịch bệnh COVID-19 đúng không nào. Thì khi đó ta đã có thể đi đến một cái kết luận ở trong đầu của mình rằng là khía cạnh negative mình sẽ chủ định là sẽ viết bài theo cái hướng là negative lớn hơn positive đúng không nào. Như vậy khi mình đã hoàn thành cái việc lập dàn ý thì ta có thể tiến hành viết bài văn được rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng phân tích cái đoạn văn mở bài. There is a growing trend of seeking medical advice and treatment from alternative sources rather than visiting professional doctors. Ok? Như lúc nãy trên phần đọc đề bài thầy đã phân tích với mọi người, đây là một cái xu hướng, đây là một cái xu hướng mà growing, tức là càng ngày càng tăng, càng ngày càng có nhiều người làm theo cái xu hướng này. There is a growing trend of seeking medical advice and treatment. Có một cái xu hướng là đi tìm những cái lời khuyên và những cái sự điều trị về mặt y tế from alternative sources, từ những cái nguồn khác, rather than, thay vì là đi đến gặp những cái người professional doctors. Từ quan điểm cá nhân của tôi, the beneficial impact of this phenomenon pales in comparison with the downside, and this essay shall clarify my justifications. Như vậy, từ quan điểm của tôi thì cái tác động tích cực của cái hiện tượng này là rất là mờ nhạt khi mà so với cái mặt tiêu cực của nó. Và bài văn này sẽ làm rõ những cái lý do, những cái căn cứ của tôi. Thì cái công thức về pales in comparison with, đây cũng là một cái công thức mà tương đối quen thuộc, thầy đã giới thiệu với mọi người trong các cái buổi, trong các cái video trước rồi đúng không nào. Động từ clarify hay là ta dùng động từ shed light on, và cái danh từ justification thì cũng tương đối là quen thuộc, thầy cũng đã giới thiệu với mọi người trong các cái video trước đây. Chúng ta sẽ cùng đến với đoạn văn thân bài thứ nhất luôn. On the one hand, this phenomenon brings obvious advantageous impacts in terms of saving time and cost. Một mặt,
Cái hiện tượng này mang lại những cái tác động tích cực rất là rõ ràng trên khía cạnh là tiết kiệm thời gian và chi phí. Ok. In reality, trên thực tế nào, medical diagnosis and treatment, medical diagnosis and treatment, cái sự chẩn đoán và điều trị về y tế, in public hospitals, ở những cái bệnh viện công, unnecessarily time consuming, là nó mất thời gian một cách không cần thiết. Ok, mất thời gian một cách không cần thiết với những cái procedures and paperwork, với những cái rigid procedures and paperwork, với những cái thủ tục hành chính và giấy tờ nó rigid. Rigid, rigid tức là gì? Rigid tức là cứng nhắc. Cái việc gọi là diagnosis, cái việc chẩn đoán and treatment, điều trị về y tế ở các bệnh viện công là nó mất thời gian một cách không cần thiết với những cái thủ tục hành chính và giấy tờ nó một cách rất là cứng nhắc. Trong khi bệnh nhân sometimes cannot afford exorbitant medications prescribed by doctors. Ta có danh từ patients là các bệnh nhân thì không có gì khó khăn cả. Cannot afford không thể nào chi trả được. Tính từ exorbitant đi với medications, ok? Ta có medication, những cái đơn thuốc, những cái loại thuốc mà tính từ exorbitant, very expensive, prescribed by doctors, mà được kê đơn bởi những cái người bác sĩ. In the meantime, trong khi đó, đúng không nhỉ? Trong khi đó, in the meantime, thanks to the internet's availability, nhờ có cái sự gọi là phổ biến của internet, nhờ có cái sự sẵn có của internet, experienced people sharing their opinions online have successfully persuaded a number of patients. Ok, những người mà có kinh nghiệm mà lại chia sẻ ý kiến của họ ở trên mạng thì đã thành công thuyết phục được một số bệnh nhân. Những cái bệnh nhân này họ có thể they can save a great amount of traveling and waiting time. Họ có thể tiết kiệm được một cái lượng thời gian đi lại và chờ đợi rất là lớn, nhưng vẫn nhận được effective treatment and medicines at much lower prices. Ok. Nhưng họ vẫn nhận được cái sự điều trị và những cái loại thuốc hiệu quả với những cái mức giá thấp hơn nhiều. Đặc biệt, especially with minor health issues such as small burns or common cold. Đặc biệt là với những cái vấn đề sức khỏe nó nhỏ thôi, nó nhỏ nhỏ lặt vặt như là những cái vết bỏng nhẹ hay là cái chuyện cảm cúm thông thường. Therefore, vì vậy, this trend might actually benefit individuals with a shortage of time or a tight budget. Vì vậy, cái xu hướng này thực tế ra là có thể là mang lại lợi ích cho những cá nhân mà với cái sự eo hẹp về thời gian, with a shortage of time, với một cái sự thiếu thốn về thời gian, hoặc là a tight budget, hoặc là một cái ngân sách nó eo hẹp. Okay. Như vậy, đoạn văn thứ nhất ta đã chứng minh được rằng là cái xu hướng này thực sự là nó mang lại một chút lợi ích cho một số người như vậy rồi nhá. Tuy nhiên, đến đoạn văn thứ hai chúng ta sẽ cùng phân tích tiếp. On the other hand, this short-sighted mentality among patients might cause adverse outcomes. Ngược lại, cái cách suy nghĩ rất là thiển cận này trong số các bệnh nhân có thể gây ra những cái hậu quả vô cùng tai hại. Ở đây chúng ta lưu ý về một số từ vựng. Danh từ mentality, cách suy nghĩ, the way of thinking. Nếu như chúng ta dùng cái cụm từ là way of thinking, gọi là cái cách suy nghĩ, thì cách suy nghĩ, way of thinking thì dễ hiểu hơn, nhưng mà nó mất đến 3 từ và nó diễn đạt nó không thực sự là trang trọng, không có được một cái sự trang trọng trong cái mạch văn, trong cái lời văn của mình. Ta dùng từ mentality thì rõ ràng là một cái từ vựng ở cấp độ cao hơn rất nhiều. Thế còn là tính từ short-sighted. Rất nhiều bạn biết được rằng là short-sighted thì có nghĩa là cận thị, tức là mắt mình bị cận thị, mình đeo kính, đúng không? Thế nhưng tuy nhiên, cái tính từ này nó cũng đồng thời có một cái nét nghĩa rất là khó, rất là cao cấp, đó là thiển cận. Thì thế nào gọi là thiển cận? Ta nói một người có suy nghĩ thiển cận, tức là họ chỉ nhìn nhận đến cái lợi ích trước mắt thôi, mà không biết đến cái tác hại lâu dài. Thì đó gọi là cái tính từ short-sighted, thiển cận. Tức là chỉ nhìn thấy những cái điều trước mắt, chỉ nhìn thấy những cái điều mà nó rõ ràng hiện hiện ở trước mắt, chứ còn những cái vấn đề sâu xa ở đằng sau, những cái tác động lâu dài ở phía sau thì họ lại không tính đến. Thì đó chính là short-sighted, chính là thiển cận, đúng không nào? Rất là hợp lý. Vậy cái cách suy nghĩ rất là thiển cận này của một số bệnh nhân
có thể sẽ gây ra những cái hậu quả rất là tai hại, adverse outcomes. Tính từ adverse thì thầy cũng đã giới thiệu với mọi người trong nhiều cái bài học trước đây rồi. Adverse có nghĩa là rất là tai hại, có những tác động rất là xấu. Deadly diseases, ta tiếp tục giải thích nào. Deadly diseases sometimes start with mild symptoms, which can be easily mistaken with minor ailments. Đấy, những cái bệnh tật mà nguy hiểm chết người thỉnh thoảng lại bắt đầu với những cái triệu chứng tương đối là mild, cái triệu chứng tương đối là nhẹ. Which can be easily mistaken with minor ailments. Những cái triệu chứng rất là nhẹ này có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với những cái chứng bệnh mà nó lặt vặt. Minor ailments, những cái chứng bệnh lặt vặt. Tuy nhiên, inappropriate treatment, cái sự điều trị mà không phù hợp hoặc là delayed hospitalization, thì chúng ta biết được rằng hospital là bệnh viện, ta có động từ hospitalize chính là nhập viện, và danh từ của nó hospitalization là sự nhập viện, tức là việc đưa người bệnh nhân vào viện đấy. Thì sự nhập viện mà delayed, mà chậm trễ, chúng ta có động từ delay, và đây tính từ mình thêm ed vào nó thành tính từ thôi. Tuy nhiên cái sự điều trị không hợp lý và cái việc là nhập viện mà bị chậm trễ đấy, can mean severe consequences, có thể đồng nghĩa với những cái hậu quả vô cùng là nghiêm trọng, ví dụ như là such as death, ví dụ như là tử vong, hoặc là spreading infectious viruses to the community, ví dụ những cái hậu quả rất nghiêm trọng như là tử vong hoặc là lây lan những cái virus truyền nhiễm cho cộng đồng. Ok, the COVID-19 epidemic is a telling example. Đấy, cái ví dụ, ok, cái đại dịch COVID-19 chính là một cái ví dụ vô cùng là rõ ràng. It's a telling example. Chúng ta có thể ghi lại cụm từ này nếu bạn nào chưa biết, đúng không nhỉ? A telling example, một ví dụ rất rõ ràng, một ví dụ rất thuyết phục để người ta nhìn thấy cái sự thật của vấn đề. A telling example, mọi người nhé, chúng ta có thể ghi lại cụm từ này. From simple conditions such as coughing or light fever, từ những cái chứng bệnh rất là đơn giản như là ho hay là sốt nhẹ, nó đã lây lan và đã lấy đi mạng sống của hàng triệu người trên thế giới. Bởi vì many of the infected, rất nhiều những người mà đã bị lây nhiễm này thì họ ignore doctor's suggestions, họ đã phớt lờ những cái chỉ dẫn của các bác sĩ về việc là quarantine, về việc là cách ly, hay là hospitalization, hay là nhập viện. Do đó, vì vậy, it is sufficient to deduce that. Vì vậy, như thế là đủ để chúng ta kết luận rằng detrimental consequences, những cái hậu quả rất là tai hại, might happen when patients underestimate experts' advice. Những hậu quả rất là tai hại có thể xảy ra khi mà những bệnh nhân là coi thường, underestimate, khi những bệnh nhân coi thường những lời khuyên của các chuyên gia. Thì đây là một cái bài viết mà về mặt lập luận nó không quá khó. Tuy nhiên, cái từ vựng về cái chủ đề y tế, về cái chủ đề bệnh tật này thì có rất nhiều những từ vựng khó. Và sau khi mà phân tích nốt cái đoạn kết bài, chúng ta sẽ đến với cái phần từ vựng của nó. In conclusion, the benefits of saving time and money are overshadowed by much greater risk to the health of individuals as well as the community. Như vậy, ta kết luận lại, những cái lợi ích về việc là tiết kiệm thời gian và tiền bạc thì là bị áp đảo, bị che khuất bởi những cái nguy cơ lớn hơn rất nhiều về sức khỏe của các cá nhân và cả cộng đồng. Như vậy ở đây, sau khi đã triển khai xong toàn bộ cái bài văn này và thầy cũng đã dịch qua một lượt cho mọi người, thì ta thấy mình có tổng word count là rất là vừa vặn, rơi vào khoảng 285 từ. Và đây là bài viết ở band điểm 7.5 của riêng kỹ năng writing. Thì như thầy đã nói, cái chủ đề từ vựng của cái bài viết này là một chủ đề từ vựng rất khó, liên quan đến y tế, liên quan đến các loại bệnh tật. Chúng ta sẽ cùng nhấn mạnh một chút vào những cái từ vựng ở trong bài viết này. Danh từ diagnosis chính là danh từ thể hiện cái sự chẩn đoán. Thì diagnosis, chẩn đoán, tức là như thế nào nhỉ? Tức là các bác sĩ phải examine, phải khám cho bạn. Rồi các bác sĩ sẽ xác định rõ là bạn bị bệnh gì. Thì đó chính là diagnosis, chẩn đoán, danh từ. Chúng ta có tính từ rigid, cứng nhắc, và đi với cái danh từ procedure, các cái thủ tục hành chính.
và rigid procedures, những thủ tục hành chính rất cứng nhắc, khiến cho người ta mất thời gian. Tính từ exorbitant thay cho very expensive, rất là đắt tiền. Danh từ medication thay cho medicine là các loại thuốc thôi. Chúng ta có động từ prescribe, chính là kê đơn. Vậy thì thế nào là kê đơn? Đó chính là các bác sĩ sẽ viết ra một cái list gồm có các loại thuốc mà bạn cần phải mua và uống, thì đó chính là kê đơn, động từ kê đơn. Chúng ta có danh từ burn, một vết bỏng. Danh từ, cụm danh từ common cold, chính là cái bệnh cảm lạnh thông thường. Ok, tiếp theo chúng ta có short-sighted mentality, cái cách suy nghĩ rất là thiển cận. Thì như lúc nãy thầy cũng đã phân tích với mọi người, tính từ short-sighted, thiển cận là gì? Là người ta không nghĩ đến những cái vấn đề sâu xa, những cái tác động lâu dài, mà chỉ nhìn thấy những cái vấn đề trước mắt, chỉ nhìn thấy những cái lợi ích trước mắt mà thôi, thì gọi là short-sighted. Và danh từ mentality, cách suy nghĩ, nó chính là way of thinking. Chúng ta có một loạt các từ vựng liên quan đến cái chủ đề gọi là y tế nữa, đó là symptom, triệu chứng. Thì symptom, triệu chứng chính là nói đến việc là khi mình bị một cái bệnh nào đó thì có những cái triệu chứng mà biểu hiện ra bên ngoài. Ok, danh từ ailment, danh từ condition thì đều là đồng nghĩa với danh từ disease, đều là những cái danh từ chỉ bệnh. Ta nói an ailment, a condition, a disease, hay bạn có thể dùng cái từ là an illness hay là sickness. Tất cả những danh từ này đều có thể sử dụng để mà chỉ một cái loại bệnh, một cái chứng bệnh nào đó. Thì đây là những cái danh từ mà có thể nói nó là core vocabulary của cái chủ đề này. Đây là những cái từ vựng cốt lõi của cái chủ đề này mà chúng ta sẽ phải vận dụng để paraphrase rất nhiều. Chúng ta tiếp theo thì có động từ hospitalize, và cái danh từ của nó là hospitalization, chính là nhập viện. Thì như thầy đã giải thích là việc mình đưa một bệnh nhân nào đó vào bệnh viện để điều trị một cách chính thức, và cái người bệnh nhân phải nằm ở trong bệnh viện một thời gian, thì đó chính là động từ hospitalize, danh từ hospitalization, nhập viện. Ok, chúng ta có quarantine, vừa là động từ vừa là danh từ cách ly, và đây là một từ vựng rất là nổi tiếng rồi. Từ điển Oxford đã bình chọn là cái năm 2021 thì cái từ vựng mà được tra cứu nhiều nhất trên thế giới năm 2021 đó chính là từ quarantine. Ok, trùng với cái đại dịch COVID-19. Và cuối cùng chúng ta có cái động từ underestimate, chính là coi thường, chính là mình nhìn nhận, mình đánh giá một cái vấn đề nào đó một cách không đầy đủ, và mình quá là xem nhẹ cái nguy cơ, quá là xem nhẹ cái mức độ của nó, thì gọi là coi thường, đúng không nhỉ? Thì như vậy, đây là một bài viết mà chúng ta nhận thấy về mặt luận điểm thì nó không có gì khó khăn cả. Chắc chắn là cái nguy cơ gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng, rồi là lây lan bệnh tật cho cả cộng đồng, thì là nó lớn hơn cái việc tiết kiệm một chút thời gian, một chút tiền bạc rồi. Thì về mặt luận điểm không có gì khó. Tuy nhiên điểm khó nhất của cái bài viết này, của cái đề bài này, chính là vấn đề từ vựng và những cái ví dụ thực tế nó phải đủ sức thuyết phục. Thì ở đây chúng ta nhận thấy về mặt từ vựng, thầy đã phân tích rất kỹ với mọi người ở phần 3, phần vocabulary highlight. Thế còn về ví dụ thì ta nhận thấy chúng ta có những cái ví dụ về các cái chứng bệnh, những cái chứng bệnh đơn giản như là common cold, những cái tình huống vấn đề sức khỏe nó rất là đơn giản như là những cái vết bỏng nhẹ, những cái vết xây xước nhẹ nhàng. Thế còn cái ví dụ về COVID-19 thì nó quá rõ ràng rồi. Ok, như vậy qua cái bài chữa đề này, hy vọng rằng các bạn đã có thêm cho mình những cái từ vựng cũng như những cái kiến thức rất là hữu ích về chủ đề y tế để phục vụ cho các bài viết của IELTS Writing Test 2. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những cái video tiếp theo. Thank you for your attention, and I'll see you again in my next videos. Goodbye! IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.